Hai cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ học về 15 mẫu câu sau tiếp tiếng Anh, làm việc theo nhóm cho người mới bắt đầu học. Mọi người đừng có quên ấn nút like, subscribe và share giùm mình nhé. Hãy cùng nghĩ ra một số ý tưởng cho dự án. Let's brainstorm some ideas for the project. Let's brainstorm some ideas for the project. Let's brainstorm some ideas for the project. Làm ơn chia sẻ ý kiến của bạn về vấn đề này được không? Could you please share your thoughts on this matter? Could you please share your thoughts on this matter? Could you please share your thoughts on this matter? Tôi đồng ý với những gì bạn nói. I agree with what you saying. I agree with what you're saying. I agree with what you're saying. Có ai đối phó với đề xuất này không? Does anyone have any objection to the proposal? Does anyone have any objection to this proposal? Does anyone have any objection to the proposal? Hãy giao phó và trách nhiệm cho từng thành viên trong nhóm. Let's assign roles and responsibility to each team member. Let's assign roles and responsibilities to each team member. Let's assign roles and responsibility to each team member. Tôi nghĩ chúng ta nên đặt một hạn chế thời gian cho nhiệm vụ này. I think we should set a deadline for this task. I think we should set a deadline for this task. I think we should set a deadline for the task. Bạn có thể làm rõ ý nghĩa của câu nói đó được không? Could you clarify what you mean by that statement? Could you clarify what you mean by that statement? Could you clarify what you mean by that statement? Hãy xem lại tiến độ của chúng ta và xem chúng ta có đang đi đúng hướng không. Let's review our progress and see if we're on track. Let's review our progress and see if we on track. Let's review our progress and see if we on track. Tôi muốn đề xuất một cách tiếp cận khác. I like to propose an alternative approach. I like to propose an alternative approach. I like to propose an alternative approach. Có vẻ như chúng ta cần phối hợp tốt hơn giữa các nhóm. It seems like we need to coordinate better between teams. It seems like we need to coordinate better
between teams. It seems like we need to coordinate better between teams. Hãy có một cuộc cập nhật tình hình nhanh để xem mọi người đang ở đâu. Let's have a quick status update to see where everyone is at. Let's have a quick status update to see where everyone is at. Let's have a quick status update to see where everyone is at. Bạn có thể giúp tôi với nhiệm vụ này được không? Could you lend me a hand with this task, please? Could you lend me a hand with this task, please? Could you lend me a hand with this task, please? Tôi đánh giá cao công sức và sự tận tâm của bạn cho dự án này. I appreciate your hard work and dedication to the project. I appreciate your hard work and dedication to the project. I appreciate your hard work and dedication to the project. Hãy lên lịch một cuộc họp để xem lại kế hoạch thời gian của dự án. Let's schedule a meeting to go over the project timeline. Let's schedule a meeting to go over the project timeline. Let's schedule a meeting to go over the project timeline. Chúng ta nên tổ chức mừng việc hoàn thành thành công cột mốc này. We should celebrate the successful completion of this milestone. We should celebrate the successful completion of this milestone. We should celebrate the successful completion of this milestone. Nếu đây là video hay, thì mọi người đừng có quên ấn nút subscribe, like, share cho mình nha. Hẹn gặp mọi người video tiếp theo.